hai cô lớp 1 ạ. Và lần đầu tiên thì em xin được chúc tất cả các anh chị đã hoặc là đang làm giáo viên một lời chúc sức khỏe thành công và có một ngày hai cô lớp 1 thật ý nghĩa. Vâng, chào các em ơi. Vâng, vì hôm nay là ngày 20/11 cho nên là em xin phép được làm chính thức về ý nghĩa của ngày Phúc Thọ ạ. Vâng, các anh chị hỏi là ý nghĩa của ngày Phúc Thọ và hai cô lớp 1 có liên quan gì với nhau ạ? Có đúng không ạ? Vâng, chúng ta xem hết phần kiến thức này thì chúng ta sẽ hiểu nó có liên quan gì đến nhau không ạ? Vâng, đây là phần kiến thức mà em đã từng chia sẻ cách đây khoảng gần 1 năm rồi ạ. Và các anh chị Vũ thì cũng đã từng nghe cái phần kiến thức này rồi. Tuy nhiên hôm nay em muốn chia sẻ lại cái phần kiến thức này của em. Một là ở đây có rất nhiều các anh chị mới ạ. Có thể các anh chị cũng tham khảo được thêm một cách để mình có thể tư vấn cho khách hàng. Hai là để cho anh chị Vũ ạ có thể nhìn thấy rằng em của bây giờ và em của 1 năm trước nó khác nhau như thế nào ạ. Vâng ạ, một tràng tay cho em được ạ. Vâng ạ. Bảo vệ bảo hiểm nhân thọ thì có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta em thấy một cái ý nghĩa lớn lao nhất đó chính là món quà vô giá dành cho những người thân yêu của chúng ta. Và những người thân yêu của chúng ta là ai ạ? Đây là một gia đình. Vâng, và một gia đình này thì có 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất là ông bà, cha mẹ và con cái. Và một gia đình hạnh phúc thì phải là một gia đình trọn vẹn đúng không ạ? Trọn vẹn cả về về các những con người ở trong đó và cả về tài chính đúng không ạ? Thì chúng ta mới trọn vẹn được. Và vậy thì nếu như không may xảy ra chúng ta là những người đang ở trong độ tuổi lao động, chúng ta gánh vác cái kinh tế của gia đình ạ. Nếu như không may xảy ra với chúng ta thì ai sẽ là người tiếp tục gánh vác cái kinh tế đó, ai sẽ là người tiếp tục cho những người thân của chúng ta tiếp tục có thể sống vui vẻ và hạnh phúc được ạ? Vâng, và đây chính là ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ. Tiếp theo cho xin slide đi ạ. Vâng, chúng ta đối với con cái sao ạ? Đối với con cái thì bảo hiểm nhân thọ chính là một món quà dành cho con yêu của chúng ta. Chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là trách nhiệm đối với con. Hoặc ví dụ như sản phẩm về con cho dành thử cho con ấy, thì là ở các hay thì có sản phẩm gì ạ? Vâng, C18 đúng không ạ? Sản phẩm C18 giúp đảm bảo quỹ học vấn cho con đúng không ạ? Giúp cho dù cho bố mẹ có xảy ra vấn đề gì chăng nữa thì con vẫn được đảm bảo một quỹ học vấn và sẽ không bị, các em sẽ không bị đứt đoạn giữa đường đúng không ạ? Rất nhiều các em nhỏ đang lang thang nơi giữa ngoài kia vì cha mẹ bệnh tật hoặc là cha mẹ mất sớm, mồ côi cha mẹ chẳng hạn. Nhưng nếu như chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thì con gái chúng ta sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vâng ạ. Nếu như mà chúng ta không may không sao cả, tức là chúng ta may mắn bình an vô sự ạ, thì đến khi mà con gái chúng ta trưởng thành ạ, thì chúng ta cũng có một khoản tiền gì gọi là gì ạ? Khoản tiền đáo hạn đúng không ạ? Phần tiền đó hạn này chính là món quà khởi nghiệp dành cho con gái của chúng ta. Lúc đó thì các em đó thì học xong đại học đúng không ạ? Thì lúc đó sẽ có một khoản tiền để chúng ta có thể khởi nghiệp. Vâng ạ. Và thứ ba là rèn nhân cách. Vậy thì rèn nhân cách đây, ở đây có ý nghĩa gì ở đây ạ? Vì sao ạ? Vì nếu như chúng ta không tham gia bảo hiểm thọ, chúng ta vẫn có thể có tiền cho con khởi nghiệp, có không ạ? Có thể có tiền cho con khởi nghiệp. Tuy nhiên nếu như món tiền này được lấy ra từ khoản đáo hạn của bảo hiểm thọ ạ, thì nó khác gì ạ? Dạ vâng ạ. Đó chính là khoản tiền mà bố mẹ đã tích lũy từ ngay khi con chào đời đúng không ạ? Chính là cái khoản tiền mà bố mẹ đã tiết kiệm khoảng 20 năm, 18 năm đến 20 năm. Thì khoản tiền này có ý nghĩa hơn rất nhiều đúng không ạ? Và chính từ trong cái giai đoạn ấy mà các em trưởng thành lên thì các em cũng đã biết được đến cái khoản tiền này. Các em biết được rằng bố mẹ tích lũy đóng bảo hiểm thọ cho con từ lúc còn nhỏ, thì đó là rèn luyện nhân cách, rèn luyện cái tính cách tiết kiệm dành cho con ạ. Vâng ạ, đây là đối với con ạ. Vậy thì còn đối với lại người vợ hoặc người chồng của mình thì sao ạ? Vâng, bạn Hà ơi, cho anh xin sân này. Vâng, với người vợ, người chồng thì đó là chính là món quà tình yêu. Món quà tình yêu dành cho người bạn đời của mình. Đối với em, một người đàn ông thì sao ạ? Thì chúng ta có C19 đúng không ạ? Tức là sản phẩm dành cho phụ nữ. Nếu như chúng ta mua sản phẩm cho vợ, khi mà chúng ta làm lễ thành hôn thì món quà này có quý không ạ? Vâng. Biết là em chưa được mua cái sản phẩm này cho ai. Vâng, nhưng nếu như chúng ta mua sản phẩm cho mình thì có quý không ạ? Vâng, mua sản phẩm cho mình chính là thể hiện trách nhiệm với tình yêu đó. Có rất nhiều người rằng là ví dụ chẳng như là ở Nhật hoặc ở Hàn, nếu như anh chị, nếu nhà đàn ông không có ảnh hưởng thọ thì sẽ gần như không có khả năng lấy vợ, đúng không ạ? Ở Việt Nam cũng thế thôi, nhưng mà người Việt Nam chưa nhận ra nhiều về bảo hiểm nhân thọ. Thì ví dụ như là khi mà đi hỏi con gái người ta mà bây giờ hỏi anh lấy cái gì để anh đảm bảo cho cuộc sống của con gái của tôi đúng không ạ? Vâng, và
khi mà có một gói bảo hiểm nhân thọ chính là cái khoản đảm bảo cho cuộc sống của người vợ tương lai của mình sau này. Vâng, đó chính là thể hiện trách nhiệm tình yêu của với người bạn đời của mình ạ. Vâng, còn một đối tượng rất là quan trọng nữa chính là bố mẹ của chúng ta, người đã hy sinh cả đời vì chúng ta. Vâng ạ, cho anh xin slide nào ơi. Vâng ạ, bố mẹ đây chính là một cái bức thư pháp mà em rất là thích, và cái này thì gần như ai cũng biết, đó là hình mô phỏng hình tượng người mẹ và người cha đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng của đời không ai khổ bằng cha. Vâng, cha mẹ chính là người mà đã nuôi dưỡng chúng ta, và cha mẹ là người hy sinh rất nhiều vì con ạ. Các anh chị là đã từng làm cha mẹ thì các anh chị đều hiểu điều đó. Bản thân em chưa từng làm cha mẹ em cũng hiểu được điều đó rồi ạ. Vâng, và các anh chị chúng ta đến 40 đến 50 tuổi đã, anh chị nào khẳng định được rằng mình đã vẹn tròn chữ hiếu với cha mẹ chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Rất cái điều này là rất khó nào. Nếu như chúng ta chưa kịp báo đáp gì với bố mẹ mà cái sự không may đấy lại xảy ra với chúng ta, thì ai sẽ là người thay chúng ta báo đáp cái công nuôi dưỡng của mẹ đây ạ? Vâng, bảo hiểm nhân thọ làm được điều đó. Chính xác ạ. Vâng, bởi vì là nếu như mà chúng ta chưa kịp làm cái gì, chưa kịp làm gì để báo đáp bố mẹ mà chúng ta đã xảy ra một vấn đề gì đó rồi, thì bảo hiểm nhân thọ này sẽ là thay chúng ta gánh vác cái vận phần đó. Và đó cũng là thể hiện trách nhiệm của một người con, thể hiện chữ hiếu của người con ạ. Vâng ạ, bảo hiểm nhân thọ chính là hậu thuẫn quan trọng giúp chúng ta làm tròn bổn phận của một người con hiếu thuận ạ. Vâng ạ, phần chính thức 5 phút của em xin được phép tạm dừng tại đây em. Và cuối cùng xin được chia sẻ cùng một câu nói rất là hay, đó là không phải vì ai đó sẽ ra đi mà tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là để vì những người thân của chúng ta cần tiếp tục sống ạ. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là thể hiện tinh thần và trách nhiệm của bạn đối với chính gia đình của bạn. Vâng ạ, các anh chị có thấy thế không ạ? Vâng, bây giờ đi thi tư đường bảo hiểm nhân thọ, và nếu mà anh không tham gia bảo hiểm nhân thọ tức là anh không có trách nhiệm với gia đình, được không ạ? Vâng, chúng ta có thể nói kéo hơn một chút ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị ạ. Vâng, anh chị đã phát hiện ra là hôm nay ngày 20 tháng 11 có liên quan gì đến ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ chưa ạ? Vâng ạ, vậy thì em xin bật mí, đó là hôm nay là ngày 20 tháng 11, ý nghĩa liên quan đó là ngày hôm nay em làm ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ vào ngày 20 tháng 11 ạ. Vâng, xin hết ạ.